chào quý vị và bà con. Ngày hôm nay, rãnh áp thấp có trục đi qua Bắc Bộ đã bị đẩy lùi xuống phía Nam. Do vậy mà các tỉnh Bắc Bộ thời tiết trở nên tạnh ráo hơn, trời hửng nắng dần. Đồng thời thì khối khí lạnh đang suy yếu dần và sẽ tạo điều kiện cho vùng áp thấp ở phía Tây có xu hướng phát triển trở lại, nên nền nhiệt tại các địa phương miền Bắc có xu hướng tăng nhẹ. Đối với các tỉnh miền Trung, do có sự tồn tại của rãnh áp thấp nên mưa rào và dông tại khu vực có chiều hướng gia tăng, tập trung ở khu vực phía Bắc từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế. Lui xuống Tây Nguyên và Nam Bộ, mặc dù gió mùa Tây Nam trên khu vực hoạt động chưa ổn định, nhưng thời gian qua thì những cơn mưa đã bắt đầu xuất hiện đều và nhiều hơn vào các buổi chiều. Điều này cho thấy các khu vực này đang trong thời kỳ đầu mùa mưa. Sau đây mời bà con theo dõi dự báo thời tiết trên các vùng trong đêm nay và ngày mai như sau. Không còn chịu chi phối của rãnh áp thấp, nên ngày hôm nay các địa phương miền Bắc có thời tiết khá khô ráo, chỉ còn có mưa ở vài nơi, đồng thời nền nhiệt tại khu vực sẽ tăng nhẹ. Tại phía Tây Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa rào và dông ở vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ, với nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ và cao nhất từ 29 đến 32 độ, độ ẩm từ 85 đến 95%. Tại khu vực phía Đông Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa rào và dông ở vài nơi, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ và cao nhất từ 29 đến 32 độ, với độ ẩm từ 70 đến 80%. Tại khu vực đồng bằng sông Hồng trời cũng nhiều mây, có mưa rào và dông ở vài nơi, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ và cao nhất từ 29 đến 32 độ, với độ ẩm từ 70 đến 75%. Sang đến ngày hôm nay thì rãnh áp thấp sẽ mang mưa rào và dông rải rác đến cho các tỉnh từ Thanh Hóa cho đến Thừa Thiên Huế. Đồng thời nhiệt độ tại khu vực sẽ giảm xuống, thời tiết mát mẻ. Tuy nhiên trong cơn dông cần đề phòng có tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Với nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ và cao nhất từ 31 đến 34 độ, độ ẩm trong không khí từ 80 đến 85%. Trong khi đó, các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào cho đến Bình Thuận, thời tiết ít biến đổi, ngày mây thay đổi trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông ở vài nơi, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ và cao nhất từ 31 đến 34 độ, với độ ẩm từ 65 đến 75%. Thưa bà con, nhằm chủ động hơn nữa vấn đề an ninh lương thực, Trung tâm Giống cây trồng vật nuôi Quảng Trị đã tiếp tục khảo nghiệm và nhân rộng thêm nhiều giống mới thuộc nhóm lúa chung và ngắn ngày tại các trại giống ở Vĩnh Thủy, huyện Vĩnh Linh, trại giống lúa thị xã Quảng Trị, hợp tác xã Nhĩ Trung, huyện Gio Linh và hợp tác xã Văn Quỹ, huyện Hải Lăng. Với đặc điểm tối ưu là ngắn ngày, chịu hạn và ít sâu bệnh, phù hợp với ruộng đồng và thời tiết ở Quảng Trị, các giống lúa Hoa Ưu 109, RVT, Trân Châu Hương, OM6976, TL6 bước đầu khảo nghiệm đã cho những kết quả khả quan với năng suất cao hơn các giống đối chứng. Hiện giám đốc của Trung tâm Giống cây trồng vật nuôi Quảng Trị đang kiến nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho mở rộng sản xuất các giống tốt vừa khảo nghiệm ở trên thông qua các chương trình giống nhân dân, chương trình sản xuất lúa hàng hóa. Xin được quay trở lại với thời tiết của khu vực Tây Nguyên, nơi đây phổ biến mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và rải rác có dông, đêm có mưa rào và dông ở vài nơi, gió nhẹ. Trong cơn dông cần đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh, với nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ và cao nhất từ 30 đến 33 độ, với độ ẩm từ 60 đến 70%. Tại các tỉnh thành Nam Bộ, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông ở vài nơi, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, với nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ và cao nhất từ 32 đến 35 độ, với độ ẩm từ 60 đến 70%. Thưa bà con, rất nhiều diện tích lúa hè thu của nông dân trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đang gặp khó khăn về tình hình cỏ dại, lúa má mọc đầy ruộng. Ít có ruộng chiếm hơn 50% cỏ lẫn lộn trong lúa, nhiều nông dân lo lắng sẽ bị lỗ vốn trong mùa này. Nguyên nhân khiến cho cỏ dại phát triển mạnh là do thời gian gần đây, bà con nông dân canh tác liên tục nhiều vụ lúa trong năm, nên khâu dọn đất vệ sinh đồng ruộng trước khi gieo xạ lúa không được kỹ càng. Bên cạnh đó, không sử dụng nguồn lúa giống chưa đạt chuẩn, còn lẫn tạp nhiều hạt cỏ, kết hợp với nguồn hạt cỏ được tích lũy nhiều năm trong đất. Thời tiết khô ẩm đã tạo điều kiện thuận lợi cho cỏ dại phát triển mạnh, gây ảnh hưởng khá lớn đến hiệu quả sản xuất lúa. Để phòng trừ cỏ dại đạt hiệu quả thì ngoài việc sử dụng thuốc hóa học, bà con nông dân cũng cần kết hợp biện pháp canh tác như là chọn giống tốt, xử lý hạt giống trước khi gieo xạ, vệ sinh đồng ruộng kỹ càng, hạn chế việc xạ chay, gieo xạ với mức độ vừa phải, đồng thời nên chăm sóc và bón phân hợp lý.
Thưa quý vị, để nhận thông tin thời tiết các vùng trên cả nước, quý vị hãy nhắn tin theo cú pháp DKSTT dấu cách mã vùng gửi 8030 dành cho thuê bao Viettel hoặc DKSTT dấu cách mã vùng gửi 8930 dành cho thuê bao Mobifone miễn phí đăng ký. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin thời tiết nông vụ của kênh VTC14. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.